Vì sao thế chị Nguyên Nhung? Tâu cả Hoàng mẫu, đây là quà cùng của con. Mẹ không hỏi con, mà hỏi ai không à? Thôi, Hoàng mẫu xin lỗi. Nào con gái cưng của mẹ hãy ngồi đi gần mẹ. Mẹ, mẹ Nguyên Soái, dạ. Hãy đứng lên. Buông tâu khỏi gần nói. Thế nào, con nương, việc gì đã xảy ra? Dạ, tâu Hoàng mẫu của con là vua công, con chứ. Nơi ngự quỷ này là của công chúa, ái nữ công nô bất nữ dương. Vậy mà người ta không còn tôn trọng nữa. Muốn vào thì vào, muốn ra thì ra, muốn làm gì thì làm. Xem như là quốc pháp chẳng nghĩa lý gì cả. Đâu được thế, ta là vua, ta là chủ nữ công nô. Ta có quyền thì con ta cũng phải được quý trọng. Kẻ nào thì chạm đến con. Hoàng mẫu, chẳng những người ta xâm nhập vào hoàng cung của con, mà còn bắt nạt con nữa đó. Bắt nạt con à? Dạ, người ta nói rằng con phản mẹ nè, phản dân tộc nè, mà con có phản hoàng mẫu không? Làm gì có, con là con gái cưng của mẹ mà. Vậy mà người ta nghĩ như vậy đó, rồi còn xem thường con, tuốt kiếm ra, rồi chém, rồi giết, xem như là chẳng có ai hết mà. Kẻ nào mà mật lớn đến thế, hãy nói đi, hoàng mẫu sẽ chỉ cho. Đó, đó, gì không có đó. Quân tâu ngô hạ đâu dám như thế. Phải tuốt gươm này để bảo vệ công nương bắt tên phản tặc. Phản tặc? Phản tặc à? Dạ. Trong hoàng cung của con gái ta là sao? Để tôi phản tặc nghĩa là sao? Nguyên Soái. Dạ. Nó là ai? Quân tâu, nó chính là Nguyên Nhung Dương Anh Kiệt. Dạ, Dương Anh Kiệt xin kính chào quân nữ nhân. Là bạn thiết của công nương. Nói vậy công nương đã che chở cho hắn. Dạ, tâu hoàng mẫu, chỉ không biết chàng là Nguyên Soái xưa vốn là bạn học đồng môn, nên không hề nói hẹn biển nhìn vàng và nguyện sống chết trong tình chồng vợ. Chớ chớ, cái thất tiết là mẹ cha sửa mắt, cái tên trung hại cha tộc theo ông. Công nương, tại sao con dám lấy chặt làm chồng? Tội tôi không quán tặc. Kẻo gì quả thì sao, đừng nên bắt tôi nuôi kỹ dọn nhà. Xin phép ca hãng có thần của trai đâu. Theo đêm lửa tầm phào, bị thép sao nổi với tuổi vàng cao. Chưa anh chị, ta cho ngươi suy nghĩ lại. Nếu sự thật cùng công lương yêu ái, hãy lên quy hàm tiếp tay cho ta thêm một cánh tay. Ta sẽ không phò mã hung mô, dàn lửa cho ta công chân thật. Hứa à, chỉ dòng phải phân thấy nhạc đoạn, tôi không bao giờ phản lại quê hương.
Chữ ân tình anh xin hẹn lại kiếp lai sinh. Chọn nghĩa vụ cá tử hình giờ hiện tại. Anh chị dành cho xét lại, đừng cả đời mà mắc hại vào tư. Dù phận tàn anh không thể phạm quê hương, đi đâu giặt trở về cương nước. Gia sĩ đâu? Đem dương chị chết đâu? Kìa! Hoàng ngộ ơi, dương tình trói buộc đời con như hương lửa điểm vô đời chính nợ. Sao mẹ nở truyền ba án tử để người còn yêu dùi điểm xuống quang mồm. Dân tôi mặc đồng sống mãi mãi nơi đây và chúng đó là Dương Nhạc Hậu.